Xin chào anh em nha. Anh em mình vừa nhận được một đơn hàng Mr. Midas M32 này. Còn lại hàng mới này, hàng chính hãng của Hoàng Bảo Khoa phân phối ở Việt Nam nha. Mới tinh 100% vừa gửi bên hãng về này. Đó. Thuế má đầy đủ cho anh em nha. Anh em nào cần xuất VAT thì mình xuất VAT cho anh em. Lần này có một bác khách ở trong Khánh Hòa thì đặt bên mình. Anh có đặt hàng mới, đóng rất là chắc, lớp bên bọc ngoài thôi. Đó. Bọc 2-3 lớp rất là chắc chắn. Bên trong mới là cái kiện chính, bên ngoài họ bọc rất là cẩn thận. Anh em mua bán bên mình thì nếu mà khu vực miền Bắc mà có muốn đầu tư một chiếc bàn số mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể qua bên mình nhé. Bên mình là một bên đơn vị cũng khá là chuyên nghiệp, cũng đã bán chiếc bàn này cũng rất là nhiều rồi. Nếu mà tính ra về khu vực miền Bắc này thì chắc là đơn vị mình là đơn vị bán nhiều nhất, kinh nghiệm sử dụng bàn cũng rất là nhiều, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp để hướng dẫn anh em sử dụng, đào tạo cho anh em sử dụng thành thục những chiếc bàn mixer như thế này. Cái này đến rất mới, hàng chính hãng thì được bảo hành đến tới 1 năm này anh em. Mình có cả hàng lướt nhá, hàng lướt cũng có nha quý vị. Bây giờ đang giá đang rất là tốt, thời điểm mà nó đang cao nhất thì nó tầm hơn 60 triệu, 63 triệu một chiếc bàn ấy. Nhưng mà bây giờ thì giá tốt hơn rồi, em bỏ cái này ra, bỏ hai cái tấm này ra. Bây giờ thì nó chỉ còn có 49.500.000 thôi, và vẫn có chiết khấu nha. Anh em mua bàn bên mình vẫn có cái giá tốt nhất để cho quý vị nha. Đây là chiếc bàn này. Bàn này thì mình bán mới, mình bán liên tục, nhưng mà rất là ít khi dạo này lười review, tại vì là cũng có rất là nhiều clip ở trên kênh của mình rồi. Hôm nay sẽ bóc mới và hướng dẫn anh em sử dụng nhá. Hướng dẫn anh em sử dụng một đừng bóc cẩn thận em, để quấn lại gửi cho khách nữa. Cùng với mình cắm điện và test nhá. Cái công tắc nguồn là cái áp dây ở đâu nhỉ? Đây đúng không? Anh em gần có thể qua bên công ty mình nhá. Công ty mình thì phân phối thiết bị sự kiện này, và karaoke gia đình, mixer, rất nhiều loại mixer. Cắm điện cho mọi người xem. Thì giới thiệu cho anh em nào mà lần đầu tiên xem kênh của mình thì con này là con Midas M32, đây, phân khúc cao cấp của thương hiệu Behringer nha. Đấy. Con này thì có 16 input và 8 output, đủ để làm một band nhạc, đấy, làm một show tiệc cưới, một show sự kiện ngon luôn. Và con này đặc biệt nó rất là bền, nó có 16 input bằng jack Canon, và 6 input nữa ốc in sử dụng bằng jack 6 ly. Thì tổng con này nó có 16 với 6 là 22 input, cộng với thêm 2 input bằng USB stereo này nữa là 24 input nữa quý vị. Và nó có đến 8 output. Và ở đây nó có kết nối thêm sử dụng được bốc vào những cái thiết bị sử dụng Ultranet, giống như những cái loa sử dụng được cổng Ultranet. Đó. Kết nối MIDI và có thể gắn được cả các quay cũng gắn được nha anh em. Bàn thì rất là đẹp. Mới tinh. Em cắm điện vào xong là bật lên cho mọi người cùng xem nha. À, lên rồi. Cái này nó sử dụng bằng phần mềm
cho nên nó mất thời gian khởi động tầm khoảng từ 5 đến 10 giây nhá. Đấy, trắng bàn thì nó sẽ như thế này. Đấy, bàn trắng tinh với tinh thì nó sẽ như thế này. Thì khi anh em mình sử dụng ấy, anh mang cái USB đây cho anh với. Khi mọi người sử dụng thì mình sẽ có những cái file riêng của mình kết nối vào đây và hướng dẫn cho mọi người. Thì tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái file của mình nhá. Em kết nối qua đây, em lấy một cái dây tín hiệu từ microphone kết nối xuống dưới bàn. Với hai cái dây link nữa cắm vào cục công suất này để kết nối. Thử cho mọi người cùng nghe. Mọi người cắm cái file USB của mình vào đây. Sau đó thì loát ra, mình sẽ sử dụng. Thì mình sẽ giới thiệu qua một chút nhé. Thì ở đây nó có cái một số những cái hạng mục cần phải lưu ý. Thì ở đây nó có những cái đường tinh chỉnh riêng, ví dụ dành cho lao cắt này, 48V, com, hệ bộ com, bộ gẹt của từng input một. Đó. Và đây lại hệ thống equalizer. Hệ thống equalizer, và đây là bộ tab effect. Effect này, bus sen này. Đây mình có thể sen những cái đường, ví dụ như input này 1 2 3 4 vào từng out thì mình có thể bấm vào bus sen. Thì mình cần sen ở đây, nó có cần sen đường nào thì mình chỉ cần vặn cái đường đó lên. Đó, vặn cái đường đó lên, cần sen đường số 1 thì mình vặn đường số 1 lên thì mình sẽ sen vào. Đó, rất là tiện. Bên tiếp theo đây thì sẽ là khu vực mà hiệu điều khiển hay cái hệ thống fader. Ở đây là input từ 1 đến 8. Thì mình sẽ bấm vào đây. Thì toàn bộ cái hàng fader từ 1 đến 8 này thì mình sẽ điều khiển nó sẽ có tác dụng nha. Đẩy lên đẩy xuống có tác dụng nha. Còn ví dụ 9 đến 16 thì mình sẽ thay đổi từ channel 09 đến 16 này. Đó. Tương ứng như về phần A cũng vậy, nó có matrix này, group này, bus này. Đấy, matrix thì nó có 6 matrix thì anh em có thể kết nối sử dụng không cần crossover thì anh em sẽ sử dụng matrix này từ 1 đến 6. Đó. Thì anh em có thể cắt và chia way trực tiếp trên bàn. Đó. Thì đẩy lên thôi. Thì 6 đường này thì anh em có thể tùy biến vào. Như bạn Hoàng Anh thì bạn có thể cắm USB vào. Anh em cần cái file này có thể nhắn tin qua cho mình nhá. Mình sẽ hỗ trợ anh em cái file này mình gửi tặng anh em. Ví dụ như đây này, mình load cái file ra thì mình sẽ vào phần này. Đó. Sau đó sẽ chuyển sang bên này. Load setting USB này. Nghe thấy không? Đó. Ấn vào. Thì ở đây nó sẽ có những cái file của nó. Rồi, nó sẽ gọi ra. Như hiện tại ở đây thì anh em mình đang cài là rất là đơn giản thôi. Mình nhóm lại. Thì các cái micro từ 1 đến 8 thì mình sẽ nhóm lại cho một đường này mình hiệu chỉnh thôi. Đấy, 9 đến 16 thì sẽ là nhạc cụ. Mình sẽ cho vào một cái DJ số 2. Đó, DJ số 3, số 4 thì cũng thế thôi. Số 3, số 4 là dành cho 6 cái đường ốc in ở đằng sau. Đó. 6 cái đường ốc in đằng sau thì mình sẽ nhóm vào DC số 3, số 4. Và mình đây là 6 cái đường ốc in đằng sau thì nó sẽ làm một cái phần AUX in USB. Đó. Ok chưa? Micro đâu em? Ở đây thì sẽ có một 3 bộ effect, 2 bộ reverb và 1 bộ delay. Đó. Cắm nhạc. Cắm nhạc nữa, thử nhạc rồi thử microphone, thử effect cho mọi người cùng nghe nhá. Ở đây thì mình kết nối đơn giản thôi với hệ thống loa sân khấu đơn giản thôi. Để cho mọi người cùng nghe. Anh em mình vừa mới gắn một chiếc micro đơn giản thôi. Kết nối một chiếc mixer. Với cặp loa Nova này thôi. Rất là đơn giản, không qua thiết bị xử lý gì quá nhiều, không qua controller luôn. Mình đi thẳng từ dưới hai cái đường AO12 vào trong công suất và ra loa luôn. Anh em nghe tiếng thử xem nhé. Ho ho ho. Hello 12. Tiếng khá hay luôn. Tiếng từ con mixer nó cho ra cái sound nó rất là chắc mic.
Còn về cái phần nhạc thì nó cũng khá đơn giản thôi, anh em đi làm thì tất nhiên là qua những con mixer này thì nhạc nó sẽ cho cái chất âm nó cũng chắc chắn hơn rất là nhiều, xử lý tốt hơn rất là nhiều. Ở đây nhạc mình cũng đang cắm vào cổng 14-15 thôi. 14-15 thì anh em mình chỉ việc đưa cái vào cái phần input từ 17-24 này, từ 9-16 này, thì phần nhạc nó sẽ làm ở 13-14 này. Anh em sẽ điều khiển to nhỏ ở đây thôi. Đó. Còn mic thì mình cắm vào cổng nào thì mình điều chỉnh vào cổng đó. Còn ở đây thì như anh em mình đã nhóm một cái DC group để sang để quản lý sao cho nó gọn nhất, thì mình đang nhóm cái đường nhạc sang đây. Đấy. Thì toàn bộ cái input từ 9-16 thì mình đang nhóm vào một cái DCA nhạc cụ này. Thì khi mà anh em mình sử dụng ấy, thì anh em chỉ việc căn gain cho nó vừa phải thôi. Sau đó anh em chỉ sử dụng một cái input này thôi, một cái đường out này thôi. Thì anh em quản lý toàn bộ hệ thống này, kể cả là phần bên microphone cũng thế. Và ở đây thì mình đã cài sẵn echo delay reverb thì mình có ghi sẵn ở đây rồi. Anh em nhìn này. Đó. Rất là tiện. Khi mình đi làm thì làm nó rất là nhàn. Đó. Nhạc lên, mic lên, effect lên, vậy là xong thôi. Cũng rất là đơn giản thôi. Giá giờ cũng rất là tốt. 49.500.000. Anh em mua bên mình thì vẫn còn chiết khấu nhá, có quà tặng cho anh em. Đó. Anh em cần thì cứ liên hệ qua Zalo, mình để góc màn hình nhá. Hàng này mình bán là phân phối hàng bỏ khoa chính hãng nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.